Hello, today let's talk about something interesting about fire. Video này sẽ chứa đựng những cái điều thú vị về lửa nhé. Các nhà khoa học tin rằng là con người đã bắt đầu sử dụng lửa để nấu ăn cách đây khoảng 1 triệu năm trước. Scientists believe that humans began using fire to cook food around 1 million years ago. Scientists là các nhà khoa học ha. Believe, tin rằng điều gì đây? Humans, con người, began using fire, bắt đầu dùng lửa để nấu ăn, đúng không? 1 million years ago là cách đây 1 triệu năm. Vũ trụ của chúng ta có rất là nhiều hành tinh. Tuy nhiên, trái đất được ưu ái chọn là nơi duy nhất có thể là đốt lửa được thôi nha. Earth is the only known planet where fire can burn. Earth tức là trái đất của chúng ta, đúng không? Known planets tức là hành tinh được biết đến. Right. Fire can burn tức là lửa có thể đốt cháy được. Và lý do đưa ra đó là các cái hành tinh khác á, một là không có oxy, hai là không đủ oxy để mà ngọn lửa có thể cháy được. Nếu một ngọn lửa có cái lượng oxy quanh nó thấp thì nó sẽ tạo ra một ánh sáng màu vàng. Nếu một ngọn lửa đó có cái lượng oxy quanh nó cao thì nó sẽ đốt cháy thành màu xanh. A low oxygen fire gives off a yellow glow. A high oxygen fire burns blue. Lửa giúp cho con người trong việc thứ nhất là chiếu sáng nè, sưởi ấm nè, nấu ăn, đúng không? Fire is very useful to humans for lighting, heating and cooking. Useful rất là bổ ích, đúng không? Lighting là chiếu sáng, heating sưởi ấm và cooking là nấu ăn. Và các bạn có tin rằng cái cục đá mà mình hay dùng để uống nước đó, khi mình để dưới ánh sáng mặt trời và khi ánh sáng nó chiếu ở một cái góc độ nào đó qua cái lăng kính của cái cục đá đó có thể tạo ra lửa đó. Các bạn có thể lên YouTube coi những cái video rất là thú vị về điều đó ha. Tạo ra lửa từ những cái cục đá. Okay? So see you next time in the next video. Goodbye for now.